Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm đã có mặt tại Sài Gòn nhé các bạn. Phải nói là sau khi đăng tải cái clip ngày hôm qua thì thực sự chưa bao giờ mà mình lại cảm nhận được là khán giả kênh Phạm Dũng lại xúc động nhiều như vậy. Thì nhân đây thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã đồng cảm cùng với câu chuyện của Phạm Dũng và Phan Diễm nhé các bạn. Thực sự là mình luôn muốn đem những cái gì tích cực nhất tới tất cả các bạn. Tuy nhiên là mình đã nói là trong tháng này sẽ có rất nhiều chuyện quan trọng, mình bắt buộc là phải chia sẻ để các bạn hiểu mình và bạn Diễm hơn. Thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, mình cũng cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Còn ngày hôm nay khi mà mình trở lại Sài Gòn thì mình có một cái tin vui các bạn ạ. Sau khi anh em mình tạm biệt anh Hải Camel tại Quảng Trị thì ngày hôm nay anh em mình sẽ được gặp lại anh Hải tại Sài Gòn nhé bạn. Không phải là anh Hải Sapa TV mà là anh Hải Camel. Và mình nghe nói rằng anh Hải Camel có một món quà cũng khá là lớn dành cho mình và bạn Diễm trong những ngày sắp tới đấy. Xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay thì khi mà nghe nói là anh Hải anh vào đây mà mình thực sự là cũng rất là giật mình luôn, không nghĩ là vào nhanh vậy. Thì anh cũng nói là khi mà biết tụi mình là có chuẩn bị mấy ngày tới là có những ngày quan trọng thì anh vào đây, với lại là nói là cứ tới đây đi thăm anh em gặp nhau, xong rồi anh tiết lộ xem là anh tặng quà gì. Diễm cũng rất là hồi hộp các bạn ạ. Thôi thì hôm nay mình và bạn Diễm cũng như là khán giả kênh Phạm Dũng cũng sẽ một phần nào đó thay mặt anh Hải Sapa TV tiếp anh Hải Camel nhé các bạn. Thì ngay cái khu vực này là khu vực đường Phổ Quang, quận Tân Bình nhé các bạn, rất là gần sân bay luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong này để gặp anh Hải mà anh em mình cứ nhắc tới là cười rồi các bạn ạ. Rất là dễ thương. Các bạn biết sao? Tại vì Diễm thấy là văn phòng ở đây thì chuyên là về xuất nhập khẩu, mà cái vị trí này thì rất là gần sân bay, cho nên là cái việc mà làm việc để vận chuyển cũng dễ dàng hơn. Đi lại dễ dàng cho các đối tác ấy. Thì rồi. Rất là may mắn luôn khi mà trước khi mình mua chung cư ấy thì Phạm Dũng có nhiều năm ở tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ cũng như là đường Phổ Quang này, nên đây cũng là một cái khu rất là quen thuộc với Phạm Dũng các bạn, như là trở về nhà ấy. Đây thì cũng khá là yên tĩnh các bạn ạ. Hôm nay hình như là trời Sài Gòn sắp mưa các bạn Diễm à. Đây, ở ngoài đây là có chủ Camel rồi. Đây. Đấy. Lâu nay là các bạn cứ thắc mắc là Camel ở đâu, thì hôm nay là các bạn sẽ được biết thêm một địa chỉ của Camel tại Sài Gòn mà không cần phải ra Quảng Trị nha. Đây là văn phòng. Mình gõ cửa đây, mình vào trong nha các bạn. Chào anh Hải. Bên đây Phạm Dũng. Hôm nay gặp lại nhưng mà sao tay lạnh thế? Anh làm văn phòng hay sao ấy? Trong này tiết trời nóng quá. Hình như là anh Hải vào đây là trời đổ mưa liền. Đúng mà rồi. Mưa thường đem lại tới may mắn. Đúng rồi. Mấy ngày hôm nay là nắng nóng lắm các bạn ạ. Phạm Dũng ơi, tức là kể cả từ trong nhà máy là mình đi đến đâu là mưa, mưa đến đó. Đâu và xong rồi đến đâu là tạnh lên đấy. Yeah. Thế bây giờ vào đây thì cũng lại trời bắt đầu đổ cơn mưa. Nhưng mà xong rồi đến bước đến cửa nó lại tạnh mất. Nên tôi thấy anh vào đây công tác, anh với Trung vào đây công tác cũng có một số cái ký hợp đồng xuất khẩu cho một số đơn vị. Nên hôm nay em biết thế cho nên biết hai bạn, một là sắp có những cái tin vui, hai là cũng được mời bạn vào ghé thăm văn phòng để anh em mình có thể qua lại đây với nhau. Em nghe nói là có quà to nên okay. Là em đi nhanh lắm anh ạ. Ok, cảm ơn em. Chào cả nhà. Ủa, em chào anh Trung. Bất ngờ quá. Đây, sếp tổng đây các bạn. Lâu nay là phải chia sẻ tất cả các bạn là mình đã gặp anh Trung tại nhà máy tại Bắc Ninh anh Trung ha. Hay là Hà Nội hả? Yên Viên, Hà Nội. Yên Viên, Hà Nội. Đấy. Thì ngày hôm nay là mình lại có duyên gặp lại anh Trung tiếp. Tại vì lâu nay là anh Hải là thay mặt anh Trung đón tiếp team Phạm Dũng rất là nhiều. Nhiều khi là các bạn là cũng chưa hiểu rõ được là công ty có những ai mà ai là sếp. Thì giới thiệu chỗ anh Trung đây thì là tôi cũng không phải giới thiệu nữa. Nhưng em Kelly đây, anh giới thiệu với em là trước mắt. Hôm nay là anh Hải giới thiệu với cả bạn Phạm Diễn, Phan Dũng và Phạm Diễn. Đây là em Kelly, giám đốc của cái văn phòng xuất nhập khẩu của công ty. Đây là một văn phòng của công ty. Một văn phòng của tập đoàn. Dạ. Cũng là đi xuất khẩu. Đây là bạn Kelly và đây là các bạn trong hệ thống của nhân viên trong văn phòng đây. Thì các anh cũng giới thiệu với em Kelly, đây là anh Phạm Dũng và chị Phạm Diễn là sống và làm việc ở trong Sài Gòn này. Cũng lên idol TikTok rồi. Tất cả mọi cái là cũng được biết đến anh chị đấy. Thì tôi ở trong cái mảng trong này thì tôi
Kelly sẽ giới thiệu qua về những cái việc làm của cán bộ anh em cũng như là xuất khẩu. Thì hiện tại văn phòng của em ở đây thì có khoảng hơn 10 bạn, và em cũng có một văn phòng ở Hà Nội nữa. Thì phần xuất khẩu của em hiện tại là đang có 2 phòng. Thì như mọi người thấy ở đây thì cũng chỉ là một cái văn phòng nhỏ của công ty thôi, cho nên nó cũng khá đơn điệu so với những cái chi nhánh và trụ sở khác. Thì ở bên đây mọi người có thể thấy là em có một cái kệ trưng bày cái sản phẩm mẫu của em. Thì hiện tại là các mặt hàng công ty đang xuất khẩu bao gồm có một số mặt hàng chủ lực như là bia nè, nước ngọt, nước hoa quả, rồi tăng lực. Ồ, quá nhiều loại. Tại vì mình cũng chia sẻ thêm tiếp lời bạn Kelly là ở đây chỉ là nơi để làm về giấy tờ, về lo, về để mà mình xuất đi thôi đúng không chị? Dạ thì chủ yếu là văn phòng của em gọi là ở Hồ Chí Minh là để cho nó tiện trong cái việc mà đón tiếp khách hàng khi mà họ đến Việt Nam. Tại vì Hồ Chí Minh là cũng như là cái cửa khẩu quan trọng của Việt Nam mình. Thì đa số khách họ đến là vào Hồ Chí Minh trước. Thì ở đây thì rất là tiện cho cái việc mà đưa đón khách hàng. Từ ở đây thì em cũng có các cơ sản phẩm mẫu trưng bày đủ hết. Và mình có thể nhìn qua bên đây là một cái bản đồ nhỏ nhắn xinh xắn của dạ, phòng em. Bản đồ thế giới. Nhưng mà trên cái bản đồ này, đố bạn Diễm nhìn thấy cái điều gì đặc biệt đấy. Đây này, các bạn có nhìn thấy cái điều gì đặc biệt ở trên cái bản đồ này không? Đó là các lá cờ được cắm vào một số nước này. Theo mình đoán nha, cái này có phải là cắm vào nước nào là mình đang xuất khẩu nước đó không? Dạ đúng ạ, thì hiện tại là công ty em đã xuất khẩu hơn 60 quốc gia trên thế giới rồi. Thì hiện tại thực ra ở đây là những cái lá cờ này cắm là chưa có đủ hết, tại vì nó hơi cứng tí xíu, ở đây thì bọn em chưa có thời gian để mà cắm lên hết ạ. Dạ, còn thực tế là nó nhiều hơn như vậy rồi. Nhưng mà Việt Nam của mình đến đây. Dạ vâng ạ. Đây Việt Nam đây. Dạ. Đó, có cả Lào và Campuchia luôn rồi. Dạ. Hồng Kông nữa này. Đấy, mọi người bây giờ ở bên Lào, Campuchia là uống được bia Camel này, rồi Myanmar luôn, thậm chí là Hồng Kông, Đài Loan, Indo, Philippines, Mông Cổ luôn à? Mông Cổ. Thậm chí là ở cùng một số Cuba, Đông Mỹ như Cuba, Panama thì cũng đã có xuất hiện bia Camel rồi. Rồi đây là một số nước ở Châu Phi này, xuất khẩu đến cả Châu Phi nhé bạn. Trước khi mà mình tới với công ty bia Camel cùng với anh Hải ấy, là nghe nói là xuất khẩu đi Nga nhiều nhất, nhưng mà hôm nay mình nhìn trực tiếp vào cái bản đồ này thì mình mới hình dung cụ thể hơn, rõ hơn bạn Diễm à. Đây Nga đây này. Nga quá to. Nga to quá. Em đề nghị là thêm mấy cái chấm nữa chị, tại vì nhìn đây đó, bản đồ Nga to ấy mà có một cái chấm này nó khó nhìn. Sắp tới là mình đề nghị cái bản đồ Việt Nam này cắm là phải cắm luôn. Không, cắm thêm một cái lá cờ vào Long An nữa, rồi Thanh Hóa nữa, quê hương Phạm Dũng nữa, là hai địa phương đặc biệt để phân phối bia Camel. Dạ vâng, em ghi nhận ạ. Lần sau hy vọng là anh chị tới thì thấy cái cờ đó. Thật ra đôi khi là bữa giờ mình nói về Camel á, mình hay nói về bia, nhưng mà thật sự luôn là hôm nay cũng rất là tiện tới thăm anh Hải bên Trung này, và mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn là ở Camel á, là bia là thế mạnh, nhưng bên cạnh đó là có rất là nhiều những sản phẩm thuộc của tập đoàn bia Camel nha các bạn. Cái lon này thì cái trọng lượng của nó là cũng thấp. Ở đây mình có nhiều sản phẩm, vậy thì giá phổ biến từ bao nhiêu đến bao nhiêu cái ly nhỉ? Cái phần giá này thì thực ra là hiện tại tùy theo cái sản phẩm và tùy theo thị trường, thì mỗi thị trường nó sẽ có một cái mức giá riêng ạ. Và hiện tại là do là hàng của em là chủ yếu là xuất khẩu, do bên em là chủ yếu là chuyên về mảng xuất khẩu thôi, cho nên hàng nước ngoài đi công không ạ. Dạ, em tính giá sỉ container thôi ạ. Hôm nay là Diễm đã nãy mình được biết là trước khi mà mang cái bia mà về nhà Diễm ấy, thì mình có gọi điện hỏi anh Hải, tại vì khi mà tiếp khách ở nhà thì người thân của mình hỏi là bia Camel đang uống là giá bao nhiêu. Thì các bạn biết là cái lon mà cao như thế này này là cái lon mà Diễm cực kỳ thích, có trọng lượng nó là 500ml. Thì nguyên một cái thùng bia Camel á thì giá nó dao động chỉ khoảng tầm 300.000 cho một cái thùng siêu to như thế này này. 24 lon đấy. 24 lon nửa lít hơn 300.000 thôi. Mà cũng tiết lộ thêm là Phan Diễm ạ, Tết năm nay là sẽ ra một cái loại tức là biếu xén, người ta có thể chia nhỏ ra là gì? 12 lon. Cũng có. Em thích size to này. Không, 12 non trong một thùng và 24 non trong một thùng. Nhưng đâu đấy đến ông bà cô gì chú bác đến tay người tiêu dùng nó rơi khoảng độ 300.000. Một thùng 24 non. Thế là nếu như thùng 12 non là khoảng 150.000 thôi. Không. Thùng 12 non thì nó lại cái công vận chuyển rồi tất cả một cái nó sẽ hơn một chút. Nói chung là không phải là cưa đôi ra là 150.000 các bạn. Có hai lon này, ví dụ như lon này thì ghi cụ thể là Camel luôn, nhưng mà lon này thì lại cái tên là Steel.
nhưng nó vẫn là chung với nhau. Không, cái non sờ tin này là dòng phân khúc của nó là vẫn là của tập đoàn Camel. Dạ. Nhưng mà ở tập đoàn Camel là sản xuất không như là Camel, sờ tin, sao la, Z-Tiger rồi là nói chung là rất là đầy đủ. Dạ. Thế nhưng mà cái dòng sản phẩm này nó lại thấp hơn một chút, nó rơi đâu đấy vào thị trường khoảng độ 170.000 đến 170.000 một thùng đến tay người tiêu dùng. Đấy, wow. Hôm nay là mình được biết rõ hơn về giá đấy. Đây là, giá bia một thùng 24 lon mà khoảng 170 là rất rẻ luôn. 170.000. Đấy, thế là. Còn cái dòng này nó cũng vẫn là Camel xanh nhưng mà nó rơi vào khoảng 215 tới 220.000. Đây này còn lon mà cao nhất là cái này thôi thì chỉ cũng chỉ khoảng tầm 300.000 cho một thùng 24 lon. Đúng là bia của người Việt nên là vừa rẻ mà lại vừa chất lượng. Nhưng mà Diễm mà thích là màu đỏ này. Tết này là ai mà đi biếu Tết thì cứ lấy màu đỏ thôi các bạn ạ. Chị có sắp tới đây là mình đặc biệt Tết này là có xuất đi nhiều không chị hả? Dạ thì đối với cái mùa Tết này thì mình cũng sẽ đặc biệt xuất đi nhiều cho các cái thị trường khu vực Đông Nam Á chị. Thì vì họ sẽ đón chung một cái bầu không khí Tết Tết ta với mình. Còn đối với các thị trường khác như là châu Âu, châu Mỹ thì cái mùa cao điểm của nó sẽ sớm hơn một xíu tại vì họ theo Tết Tây. Cho nên là khoảng cuối tháng 12, tháng 1 là cái mùa cao điểm họ tiêu thụ thì mình sẽ phải có cái mùa xuất hàng cao điểm trước đó tầm khoảng 3 đến 4 tháng rồi. Dạ. Nhưng mà em hỏi cái này là công gửi bia đi còn chỗ trống không? Mình cũng gửi bia sang Mỹ mà đúng không? Hay là mình kèm một ít củ dừa vào cái container? Nếu mà công nào mà có trống giống thì nhớ gọi. Dạ, để em sắp xếp xem nếu mà cái công hàng nào trống thì alo cho chị. Nhưng mà bây giờ muốn gọi cho Kelly để mua bia ở trong nước thì gọi hay là tư vấn thì gọi số nào? Dạ hiện tại nếu mà gọi cho em thì gọi số hotline ạ. Dạ hotline có thể là mình sẽ để dưới comment hoặc là dán trên màn hình cho em. Chút xíu nó đọc số điện thoại cá nhân là ok luôn. Nhưng mà các bạn biết sao, ngoài cái việc mà ở đây thì anh Hải có chia sẻ là dọc theo chiều dài đất nước của mình là hiện tại là đang có rất là nhiều nhà phân phối rồi. Cho nên là khi mà các bạn cần hàng Tết này, cần số lượng nhiều hay là đám tiệc ấy thì các bạn cứ gọi thì sẽ có xe họ chở tới tận chỗ cửa nhà cho mình luôn. Hoặc là bạn nào mà muốn, hồi bữa có Diễm thấy comment ấy, nhưng mà Diễm thì cũng không có rõ nên là cũng không tư vấn kỹ cho các bạn được, là nếu mà các bạn muốn làm nhà đại lý, kiểu làm đại lý thì cứ liên hệ là vẫn được tư vấn kỹ chị ha. Dạ. Dạ. Đối với cái phân phối trong nội địa thì hiện tại bên em cũng có rất là nhiều nhà phân phối với lại là đại lý rộng khắp cả nước rồi, cho nên là nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu thì mình có thể maybe là xem thông tin dưới comment thì bên em sẽ để thông tin chi tiết hơn dưới để mình liên hệ và được cái đội ngũ bên em tư vấn hỗ trợ. Chị này trả lời nói chuyện cũng nhanh hơn cả Diễm đó, nhưng mà Diễm sẽ phải chơi thân thiết với chị này để phòng ngừa những chỗ trống. Số tức là hôm trước chúng ta đã chia sẻ nhau ở tại nhà máy Quảng Trị rồi, cũng như là ở ngoài ấy rồi, thì là cái số hotline của công ty, của tập đoàn đấy thì là nó chung một số trải dài trên toàn một quốc, số chung cho cả nước, số chung cho cả nước thì cũng nói với Phạm Dũng là gì, tức là cái số đấy ở địa bàn Long An nếu các bạn cần mở thì lại đại lý gần đấy thì sẽ đẩy lên làm đại lý ở đấy. Ví dụ Thanh Hóa lại có một chi nhánh, ví dụ như là mỗi một tỉnh, ví dụ như Sài Gòn thì có một chi nhánh, ví dụ như kho trong nước thì là quận 12. Quận 12 là kho phân phối trong của Sài Gòn này là quận 12. Quận 12 là về cửa hàng em cũng gần đấy anh. À thế à? Dạ. Thì tôi thì cũng nói với Phan Diễm là thực sự là hôm trước chúng ta cũng đã chia sẻ rồi, bản năng là cái việc xuất khẩu đây thì tập đoàn cũng đang xuất khẩu quá nhiều mà công suất đang bị cũng là rất là full. Thế nhưng mà cũng muốn là để phát triển một cái thị trường Camel cho toàn quốc, để cho nó hôm nay đến đây thì cũng giới thiệu với Phan Diễm, với Phan Dũng là cái văn phòng của mình xuất nhập khẩu là ở đây, thế còn văn phòng mà ký đại lý của các thứ thì là dưới quận 12, nhưng về đây cũng vẫn có thể là ký được. Nhiều văn phòng, nhưng mà văn phòng chính, công ty chính thì mình đã từng tới rồi. Còn các bạn cũng có thể tới đây liên hệ làm việc cũng được, không thì mình tới để tìm hiểu xem là cái bia Camel, rồi sản phẩm của bia Camel nó là gì. Còn ngày hôm nay thì mình có duyên gặp hai sếp của bia Camel tại Sài Gòn, các bạn rất là bất ngờ luôn. Thì cũng không ngờ là anh Trung và anh Hải lại vào tới Sài Gòn vào đúng cái dịp này, mà đang vào những cái giai đoạn mà Phạm Dũng và Phan Diễm cũng có nhiều cái công việc bận rộn cũng như là tin vui nữa.
Thì hy vọng là hôm nay anh em mình sẽ có một cái bữa ăn rất là ý nghĩa tại Sài Gòn, mà mình thay mặt anh Hải nha, để đón tiếp anh Hải Camel. Ok, thì cũng anh cũng nói luôn với Phan Diễm, cũng thay mặt cho anh em trong tập đoàn Camel. Tức là ngày sắp sửa các bạn có những cái tin vui, tức là chưa lan rộng nhưng mà anh biết trước, anh biết rồi, anh biết rồi, anh đoán anh Hải bật mí với anh đúng không? Thì anh cũng muốn là cũng có những cái phần quà về sản phẩm của tập đoàn để đến cô dì chú bác anh em họ hàng nội ngoại để cũng biết là Phan Dũng với Phan Diễm là đang đồng hành cùng với Camel để cũng có nên là sản phẩm của mình mà nên là đây thì anh cũng thay mặt sếp Trung nhá. Dạ. Là đây là sếp Trung, thay mặt sếp Trung là sẽ trân trọng là sẽ có một cái phần quà đến tại vận chuyển tại đất Long An. Đúng rồi, để trải nghiệm bà con, trải nghiệm bà con hàng là trải nghiệm. Sau này Long An đón tin vui. Cho em xin phép và thay mặt ngoại ngoại hai bên nha. Cảm ơn công ty Camel của mình. Dạ. Ok, cảm ơn. Đó. Thế là nhà ngày là rất vui đấy. Rất vui. Phải có mặt. Phải có mặt chứ. Đó, phải có. Trước 4 ngày. Trước 4 ngày anh. Nhưng mà anh Trung là đã bao giờ nhậu ở miền Tây chưa? Cũng sơ sơ thôi nhưng mà chưa nhậu. Em sợ lại anh nói tới 4 ngày là chắc là cũng được tính trước rồi đấy. Cũng tính trước đấy. Có kinh nghiệm thì mới nói tới 4 ngày các bạn, tại vì nhậu thì không về được liền đâu. Đúng rồi. Chắc là mình nghĩ là hôm nay thì cũng giới thiệu với các bạn tới cái chỗ mà để vận chuyển đi xuất nhập khẩu, còn hôm nay có dịp mà hai các anh vào thì em mời các anh đi ăn cơm. Cũng đến giờ trưa rồi chúng ta cũng phải đi làm một cái gì thưởng thức tí nhỉ. Nhậu tí cho nó đây cho được. Nhưng mà mình phải mang bia mình theo chứ bên kia đâu có rồi. Trung ơi, Trung ơi, thôi thì em Diễn với em Dũng có lời mời và anh em thì anh em lên đường. Lên đường ngay chứ này. Không trọng mời chuẩn bị bia Camel ngay. Giám đốc của tôi đấy. Bây giờ mình sang bên này mình lựa một vài mẫu đi. Rồi mình lấy cái thùng theo. Nó thùng lồ đấy bạn Diễn. Rất là thích cái lon này luôn á. Thật sự luôn là cái lon này nó khác biệt. Lon này là lon siêu to mà Diễm cảm giác uống rất là thích. Mà cái kinh nghiệm á là khi mà Diễm mang về cho cha Diễm với lại là các chú uống thì mọi người cực kỳ thích cái hương vị khi mà bỏ vào ngăn mát tủ lạnh hoặc là dập đá xong uống nguyên lon này là mọi người rất là thích luôn. Thế thì bây giờ anh em mình tranh thủ lên đường để đi ăn trưa nhé các bạn. Rồi, đi ăn trưa tí đi. Okay, hết rồi nghỉ nhá. Anh hỏi là rồi. Em uống mấy lon? Dọa phết. Em nói là bây giờ cứ hết thùng rồi về thôi chứ. Hôm nay là anh em mình thiếu một chiến binh thiện chiến, đó là bé Hải các bạn. Thì tất cả trông cậy vào bạn Diễm nha. Hôm nay là khi mà các bạn ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh Hải này. Thì anh em mình ở trong này còn anh Hải ngoài kia. Mình tổ chức sinh nhật anh cho anh Hải. Tí nữa là mình chúc mừng sinh nhật anh Hải luôn. Và bây giờ tôi trước mắt là chia cho mỗi người 3 lon. Mỗi người 3 lon. Dạ, tức là trước mà xong rồi mà kế hoạch là hết thùng thì về. Dạ rồi, dạ. 3 lon là mỗi người 1 lít rưỡi nha các bạn. 1 lít rưỡi thì còn nhiều mà. Hết thùng là về. Đây là giai đoạn 1. Đây là giai đoạn 1. Tại sao là có cái bia xanh này thì cũng là hôm nay đấy. Cũng có là qua cái văn phòng xuất nhập khẩu vừa rồi thì cũng là buổi trưa Phan Dũng với Diễm mời đi ăn cơm trưa. Thì là thôi thì mình cũng lên cái văn phòng mình lấy về một cái bia này là toàn tiếng nước ngoài đấy nhá. Tiếng nước ngoài này, bia xuất khẩu đi Nga đấy ạ. Đấy, bia xuất khẩu đi Nga toàn tiếng nước ngoài đấy ạ. Nhưng mà người Nga họ uống cái này, còn người Việt uống cái này gần như chưa được uống tại vì là chỉ xuất khẩu thôi. Không. Ai quen biết Camel thì uống. Chất lượng của xuất khẩu với chất lượng trong nước nó gần như nhau. Tức là gần nó tương đương như nhau, nhưng mà đây khác nhau là cái chữ là nước ngoài và tiếng Việt Nam. Có vẫn có tiếng Việt nha anh? Không, hoàn toàn không. Quản trị. Đấy là nhà máy, cái đấy là cái nhà máy của mình là phải có cái địa chỉ là Made in Quảng Trị. Đấy, đấy, Quảng Trị là bữa nhà hàng là anh em mình ra Quảng Trị đó. Là cái lon mà khi mà mang sang Nga là mình tự hào đây.
có một tỉnh thành của Việt Nam mình, đúng rồi, Quảng Trị. Thế thì thôi em Diễm, hôm nay cũng là một anh thì nó thực sự thế này này. Đây cũng phải nói rất thật là nghe được cái tin, các bạn có những cái tin vui, mặc dù báo chưa đăng thì bọn anh đã được biết. Thì hôm nay vào cũng là để cho anh cũng phải nói luôn, tức là có hai việc. Việc thứ nhất là sợ những công việc mà tới đây, những cái ngày mà bọn em tiếp tục diễn ra đó thì mà bọn anh bận công việc gì thì mà bọn anh không vào chung vui. Tức là ví dụ chứ bọn anh sẽ cố gắng. Không ví dụ vậy nhá. Không, nhưng mà đây là anh đang nói ví dụ. Thì hôm nay thì cũng là mình vẫn sẽ chắc chắn là bọn anh sẽ vào với Long An để vui những cái việc bây giờ em chưa thông tin, cho nên bọn anh chưa lên báo. Là mình chưa công bố chính thức nên là thành ra anh Hải cũng khó để nói chuyện. Và đúng rồi, trước mắt nó có hai cái việc. Việc đầu tiên nhất là tập đoàn Bia Cà Mèo chúng anh sẽ, tức là được làm sao nhỉ, được chúc mừng những cái phần quà là đồ bia, đồ nước ngọt và các thứ, để một là cũng cho bà con ở trong gia đình biết là đó là sản phẩm tập đoàn Cà Mèo. Và một sản phẩm nữa, ngày hôm qua là ngày mùng 1, tập đoàn Bia Cà Mèo chúng tôi đã ký với nhà máy Z21 của Bộ Quốc phòng là pháo bông và pháo hoa. Ngoài một anh là ngoài đấy là pháo hoa, đúng rồi chung, mà trong này là pháo bông. Thì anh muốn cái niềm vui, tức là những cái non bia, ngoài những cái non bia trúng thưởng ra, ngoài những non bia chúc mừng năm mới ra, thì chúng anh vẫn liên tục ủng hộ, liên tục để cho khách hàng vui là gì? Mua bia Cà Mèo thì bọn anh tặng pháo. Pháo cái bông. Này là độc nhất ngôi nhị đấy. Và ngoài kia tức là pháo hoa. Mà áp dụng từ khi nào anh? Áp dụng bắt đầu là từ tháng 1 tháng 12. Tháng 12 là chuẩn bị đi ăn Tết dương lịch đấy, đúng không? Mùng 1 tháng 12 đi ạ. Thì là tức là sẽ kế hoạch là từ mùng 1 tháng 12. Chương trình sẽ là mua bia Cà Mèo và tặng pháo bông. Em nghĩ là trên toàn quốc thì trước mắt là cũng anh em một anh. Nhưng mà bật đi. Anh em một anh khởi động cái niềm vui ở trước. Long An đầu tiên. Là đổ pháo bông ở Long An trước ạ. Đầu tiên đấy. Trong ngày vui của anh em mình là sẽ có sự đồng hành của Bia Cà Mèo, mà lại còn thêm một cái đồng hành đặc biệt nữa là pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Đúng rồi. Trời ơi. Nhưng trong này là pháo bông đấy nhá. Phải không ạ? Mà dàn phun viên 36 ống. To nhất đấy, 36 ống to nhất hiện đại nhất đấy. Mà bắn các màu đấy chứ không phải này đâu. Quay đi để quay. Thế thì phải bật bia thôi. Ok. Chúc mừng trước mắt là anh em thôi. Đây cho em mà ly. Chúng ta cứ thế này chúng ta uống. Mang trước. Cái này là em xin phép thay mặt gia đình này, thay mặt team Phạm Dũng là cảm ơn các anh. Và lý do thứ hai nữa là xin các anh em đây thì xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bé Hải. Chúc bé Hải là tuổi mới là thành công rực rỡ và sự phát triển ngày càng gấp bao nhiêu lần hiện tại nha các anh. Anh Hải cũng sáng ngày chúc mừng sinh nhật em Hải rồi. Dạ. Là chúc mừng sinh nhật em Hải là khỏe mạnh, may mắn và thành công. Dạ. Là sáng ngày là anh đã chúc mừng em Hải rồi. Cũng sớm quá. Nhưng mà nhưng bởi vì là từ 6 giờ sáng cơ. Nhá. Đó, chúc mừng. Đây là cái đòn bia này là vừa chúc mừng bọn em và vừa gọi là nhân cái cuộc này là chúc mừng sinh nhật bé Hải Sapa TV. Dạ. Không, bé Hải thì không biết là bé Hải nào. Nhưng mà cứ là Hải Sapa TV. Dạ, đúng rồi. Ok. Dạ. Có đồ ăn món gì lên đấy anh? Dạ, đây là bốn lạng thăm ngoại Kobe dắt vàng. Thăm ngoại Kobe dắt vàng. Và dạ, chia sẻ với anh Hải và anh Trung đó là đây là nhà hàng duy nhất ở Sài Gòn nha. À. Mà được cấp giấy chứng nhận từ Hiệp hội Bò Kobe Nhật Bản, được nhập nguyên một con bò từ Nhật Bản về luôn. À thế à? Bò Kobe gọi là chính gốc từ Nhật Bản chứ không phải là Kobe pha ke đâu. Nhiều khi là người ta bò nhưng mà vẫn là giống nuôi ở nơi khác anh, còn này là họ nhập gốc. Nhập gốc luôn. 24k này có nhai được không nhỉ? Anh nhai được chưa ăn bao giờ cả. Cắt ra giúp Wellington chứ vàng. Hả? Phần bò Wellington chứ. À thế à, thì anh chưa bao giờ anh được ăn cái này. Dạ. Yeah. Ừ. Thì
anh đầu bếp đây ra tay để anh em mình thưởng thức. Nhưng mà thật sự là rất là bất ngờ luôn các bạn, không hề biết trước mà chỉ khi mà mình thông báo những cái niềm vui đều bất ngờ thì là hai anh vào. Tại vì sáng ngày hôm nay khi mà mình đang ngồi cà phê thì anh Hải Camel có gọi cho mình là Phạm Dũng đang ở đâu. Bây giờ là Hải Dâu Camel đấy. Hải Dâu Camel. Dâu, à, từng dâu. Hay là mình đặt cho nó mình cắt luôn hay cắt sao tiện anh cắt thì dạ dạ. Dạ. Ủa anh có con dao uy tín quá. Nhưng mà độ của mũ hơi hoách ấy. Nhưng mà trong tí nữa phải uống với anh một lọ Camel nhá. Dạ. Riêng thôi nhưng mà trước mắt không sợ cắt vào tay. Cứ bập trước phát đã. Anh mời bia với cắt vào tay. Không, cứ bập trước phát đã. Này là phần thưởng cho bản lĩnh. Không, đúng rồi, phần bản lĩnh. Cứ bập phát đã, có cần bản lĩnh mới cắt được bò đấy. Ờ nhá. Dạ. Thật luôn, rất là nhiều khán giả thích anh Hải này luôn, anh Hải Bia. Gần đấy nhá. Em có biết là đây là bia gì không? Camel. Camel. Đây là bia Mỹ. Dây chuyền của Mỹ nhá. Em biết nhá. Bây giờ em zip phát cho hết 50% đi. Để tí nó cắt cái quả bò anh cắt cho. Dạ. Nhá. Dạ. Ok. 1 2 3 cắt nào. Nhưng mà em đề nghị là này là không đi sân sau để cắt miếng thịt to nha. Úi giời. Chắc hết luôn. Ai. Xong bóp bẹp non đi rồi. Ok. Không không? Vẫn dạ. Cứ thế em cắt xong rồi em không rồi. Làm luôn một phát xong rồi cắt cho nó mới rồi anh cắt vào tay anh nhá. Không. Camel là thơm ngon đến giọt cuối cùng. Đấy. Ngon. Ngon không? Ngon. Rất ngon luôn. Nhưng mà thật thì vẫn cắt đều nhá. Dạ. Ok, nhưng mà thôi tốt nhất là cứ để đây cắt. Xong rồi để đây không quên. Xong rồi phần thưởng này xong là bập luôn. Dạ, nhá, dạ. Được rồi. Cứ bắt tay trên đã. Không để nó dính vàng vào lại đeo vào tay chết. Bây giờ tới anh đầu bếp là cũng bị anh Hải dụ uống bia luôn này các bạn ơi. Không thể từ chối được. Rồi. Rồi anh Hải đi đâu là vui như đấy mà. Dạ, đúng rồi. Ờ. Đây. Dao này dao Nhật luôn đúng không anh? Dạ. Thì như làm lon bia cá mèo vào cắt nó mềm mềm nhanh hơn, lướt hơn. Dạ. Lớn ngày thường. Miếng bò cắt nó thơm lắm. Lần tới đây thì mình biết là bài nhập từ Đức luôn. Dạ. Dạ. À đấy, nha. À mày cũng uy tín đấy. Uy tín. Uy tín đấy. Thì cũng uy tín thì anh Diễn mới mời anh em mình. Dạ. Yeah. Chứ không phải là phân phép mấy khi mà. Em mời anh đi. Lần mời này. Đúng rồi. À, lần đốt rượu rắc muối. Đốt rượu rắc muối. À cái gì bây giờ thế nào nhỉ? Anh chưa biết cái này bao giờ cả. Thế bây giờ ý thế nào nhỉ? Giờ anh cầm cái chim này. Anh rửa cái rượu xong rồi. Cháy dâu anh chết cái chim này. Bây giờ thế nào nhỉ? Có bộ dâu làm cái gì? Anh rửa xung quanh đây. À rửa xung quanh đây gì? Dạ. Rửa xung quanh mày. Tưới cứ thế này tưới à? Dạ đúng rồi. Bỏ bỏ mẹ hả? Anh giá cao. Cao dây cao này hả? Ui nó cháy luôn kìa. Đây này. Cái đó là rượu gì anh hả? Dạ, whisky ạ. À. Whisky. Dạ. Rượu này rất là nặng nên là cháy ngay nhá. Dạ. Mình cho lửa vào thế thôi lửa luôn. Dạ, anh rắc muối. Rắc muối à? Dạ. Rắc cầm tay rắc. À thế này nhỉ. Dạ. À được rồi. Thế nhưng mà nói thề với em luôn, nếu như mà cái này mà không có kiểu một tí này nó động lực cái tí thì không, cái này không vẫn ngon mà. Của anh được cái gì anh chả làm được, bắt đầu lật ra đưa anh lật cho. Dạ. Đưa nhật cho. Hôm nay là Kobe mà kết hợp với bia Camel luôn rồi. Xin ạ. Ok. Ý của anh Hải là thế đấy. Anh ơi, vâng, anh ơi, bữa nay anh đừng có đi sân sau nữa. À, hôm nay không biết là cái vị của miếng bò nó sẽ như thế nào đây. Lúc có cả bia mà. Anh Hải có tưới bia lên rồi. Đã quét vào đấy nhà lần. Đấy. Mình cắt luôn, ăn. Nhìn đẹp ha. Nhìn cái màu vàng này mình lại nhớ tới bánh đậu xanh Hải Dương các bạn. Cắt y hệt. Cho nước chấm luôn em ơi. Cái này nó tại sao mà này này kiểu bây giờ mình tại sao mà mình không lấy cái kiểu như là thịt bò Kobe nó có xào được với cả củ dừa không? Trời quá ngon luôn này. À không quá ngon luôn à. Ai. Xem là thế nào này, nào. Đây mình nghiên cứu lại. Xong mình cắt cái này luôn đi ăn. Yeah. À, mình còn có món khai vị là súp nữa bạn Diễm.
nên là mình cắt một lần rồi anh đỡ phải mất công. Trương từ không anh Hải là chốt khỏi xay rồi không cắt thịt được trước, đâu. Trước một món là ta cứ bỏ phát nữa, bỏ phát nữa thứ hai. Xong rồi. Đậm ghê nhỉ. Anh đầu bếp hôm nay là gặp anh đầu bếp lần đầu tiên cao thủ rồi. Bếp trưởng Nguyễn Dương. Cá mè bia. Cắt này. Rồi được. Mỗi lần cắt lại cứ bậm một cái này. Cái này có phải tưới rượu luôn không nhỉ? Dạ không ạ. À, cái màu vàng của cái rát vàng đây màu rất là đẹp bạn thấy không? Màu tươi lắm. Được rồi, mai anh đi học nghề kim hoàn nữa. Thế là bia cà mèo rát vàng. Có sao? Không, làm nghề kim hoàn để lấy cái này về mình rát thành cái nhẫn mình đeo chứ. Hả? Thơm nhỉ. Này là phải ăn nóng luôn đấy. Cho lại anh em mình ăn trước khi có chén súp cũng được. Đúng rồi. Ngồi từ xa đi theo bán. Bây giờ cũng 11 rưỡi trưa rồi thì cũng phải bập chứ. Ai cũng đói mèo hết rồi các bạn. Hôm nay mà Hải không sinh nhật mà nó không ấy mà vào đây được thì rất là vui đấy nhỉ. Dạ bữa lại làm sinh nhật bù lên Hải. Cứ phải sinh nhật liên tục, tổ chức một tháng rồi. Hình như bên trong này có ba tê sao nha. Dạ đúng. Rất là thơm luôn. Ba tê nấm à. Ba tê nấm, có phải nấm trúc phổ không anh? Dạ không ạ, à. Nấm này là nấm nấm mỡ nâu. Nấm mỡ nâu. Dạ. Đây này, cái phần bên ngoài này là ba tê nấm. Tuyệt vời. Thơm lắm các bạn ơi. Hôm nay là anh em mình có sự hiện diện của anh Trung. Và đặc biệt là cái bữa ăn lại còn được phục vụ bởi anh bếp trưởng nữa. Đúng rồi, dạ. Thế thì tôi cũng thay mặt cho tập đoàn bia Camel và bọn chúng tôi là nhà máy bia Camel, địa chỉ là tại Quảng Trị, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, và cũng đang có những cái chi nhánh cũng như là các cái văn phòng xuất nhập khẩu trong này. Nếu nhà hàng này mà có nhu cầu Camel bia thì cứ ới theo địa chỉ hotline đã trên mọi thứ. Thôi chúng tôi thay mặt tập đoàn là xin cảm ơn đầu bếp nha. Dạ dạ, em xin cảm ơn hôm nay anh đã có mặt tại đây ạ. Thế là anh Hải mà gọi là Hải Dâu chứ không phải Hải Sapa TV nha. Hải Dâu Camel. Dạ. Ok, uống nha. Em đi chiến lược quá hay luôn anh. Và này hết luôn nha. Hết luôn. Ui. Cái này phải bóp luôn. Còn tí nữa nha. Nhưng mà có đầu phải có cuối nha. Tí nữa vẫn phải vào đây để làm nhau lọ nữa. Cứ món mỗi món này một lọ nha. Bắt tay cái, xin cảm ơn. Anh này nhớ máu ô này, em nhìn nay mới uống rồi mặt đỏ ấy. Em sợ là sau lon bia của anh Hải là chiều nay bếp trưởng phải xin nghỉ một buổi nhường lại cho bếp phó các bạn ạ. Lọ thứ hai nha. Em liên tục hết chưa? Mồi thứ hai, cho anh mồi ra. Bia liên tục. Món này là món gì đây? À, cái này có súp nóng nhưng mà mình ăn từ từ cũng được anh. Ui, vẫn còn nữa anh. Dạ. Được. Nữa hả? Dạ. Chưa kịp ăn luôn mà, nó liên tục luôn á. Thôi được rồi. Không cho bọc nữa, không là say được, không cắt. Không, không phải gì nhưng mà Phạm Dũng ạ. Dạ. Phan Diễm là... Phan Diễm là tiếp đón anh em chúng tôi này phiền lắm. Mà ngoài này chúng tôi cũng không có cái rát vàng, chúng tôi chỉ có con gì nhỉ? Gà chiên mắm miền Tây. Nếu mà ăn gà chiên mắm miền Tây tại số 9 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nhà hàng của Violet, Hải Violet, 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 Violet. Đỉnh cao muôn chợ. À, món đó là món gì đấy? Món này là sườn Kobe không xương à? Sườn Kobe không xương. Ôi, mình nhìn thấy cái phần ở giữa đó có phải là cái gân không anh? Dạ không ạ. Trắng trắng ấy. Cái gấp mỡ. Mỡ à? Dạ. Nó thơm lắm mà. Hôm nay là anh em mình bữa tiệc này là toàn bộ là Kobe Nhật chứ không anh? Đáng đấy nhỉ. Thơm nhỉ. Thơm, thơm thế. Lẽ ra là phải cắt đến đầu là ăn luôn đấy. Cả cái miếng này. Thôi cứ cho bập trương miếng đi. Cho bập trương miếng vào đây cái cho bập trương miếng đây cái. Bón chủ tịch cái. Đó thế thôi. Không ăn cái bánh. Không. Bón cho chủ tịch cái gì này, chủ tịch cứ phiền. Cứ
bập mạnh đã, vào cái này là đã thèm rồi còn ngại nữa. Anh sao hãy anh chung mình thấy là đi đâu này kia và nói chuyện là đều biết là hai anh là đi cùng với nhau đấy. Ngửi cái miếng bò thấy là có thịt có mỡ là ok rồi đó. Sườn không xương à? Sườn bò cô bé người ta rút cái phần que sườn rồi sau đó cuộn lại để nướng lên. Ngon đấy, đúng là bò này ngon đấy. Nhưng mà chấm tương gừng hay chấm cái gì nhỉ? Tương gừng. Bò chấm tương gừng. Em quên mang chấm kéo để chấm cái bò. Chấm chéo. Thế thì người ta bảo Hải Sa Pa thằng em của mình ship xuống đây chứ gì? Cửa hàng em có mà. Cửa hàng thế mới đau. Rồi anh em mình bắt đầu đại tiệc bò cô bé đi. Em ơi, em uống bao nhiêu thì uống, nhưng mà em cứ cạnh với một anh cái xong rồi mà em cảm ơn đầu bếp. Thế xong rồi thì tùy em. Dạ. Nhá. Dạ, thì nói thế thôi. Được nhấp cứ nặng tí cũng được, có gì mà nhé. Cho mấy non cái phan dâm. Dạ. Nay mình nhé. Nào, nhá, cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Này là nhá, có gì mời bia. Chuyện đó là cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Dạ. Thế thì bọn anh bập tí cũng 11 rưỡi trưa nay rồi. Dạ. Bây giờ 12 giờ chưa nhỉ? Hơn rồi anh ạ. Hơn rồi. Ờ, thế rồi, ăn đi. Rồi. Dạ. Nhá, cảm ơn. Em tên là gì? Dạ, em tên là Dương ạ. À. Dương ạ? À? Dạ. Ôi giời, hay đấy thằng này. Hay đấy. Dạ, em xin phép ạ. À. Dạ, ok, cảm ơn em. Chúc các anh ngon miệng ạ. À. Nhưng mà mình nghĩ ở đây là đang có súp này, có cái phần sườn bò rút xương này, rồi có cái phần bên này. Nhưng mà mình nghĩ là cái đũa đầu tiên để anh em cùng thưởng thức, mình rất là muốn anh em cùng thưởng thức cái bò giác vàng này. Hy vọng rằng là mọi kế hoạch của anh em mình đều sẽ thành công tốt đẹp và rực rỡ như miếng vàng đang giác ở trên này nha. Trước khi bắt đầu ăn cái miếng bò dát vàng này thì mình cũng thay mặt team Phạm Dũng là cảm ơn anh Trung cũng như là anh Hải Dâu rất là nhiều. Tại vì anh Hải Dâu là vẻ dâu camel. Hải Dâu camel. Còn nhiều Hải Dâu lắm. Hai anh là xuất hiện rất là đúng lúc các bạn. Một cái sự tình cờ vào đúng ngày mùng 1 luôn. Đúng rồi. Tại vì từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay thì phải nói là mình và bạn Diễm cũng đón nhận rất là nhiều cái tin vui và từ từ mình chia sẻ với tất cả các bạn. Trong đó cái tin vui mới nhất đó là cái sự đồng hành của bia Camel cùng với đám tiệc sắp tới của bạn Diễm. Đặc biệt hơn nữa là còn có cả pháo hoa nữa. Pháo bông. Trong này là pháo bông đấy. Dạ. Thôi anh em mình cùng thưởng thức đi rồi nói cái vụ pháo bông thêm nhanh chứ em. Không. Tức là sau này tức là cái Bộ Quốc phòng cái pháo bông của nhà máy Z121 ấy là được cấp phát cho toàn quốc. Dạ. Được đốt và có những cái phòng cháy chữa cháy tất cả cái đầy đủ rồi. Dạ. Cho nên là em ơi mình mang niềm vui đến cho mọi người thì rất là bình thường. Đúng luôn. Cho đùa tức là không lổ đâu mà là pháo hoa nó cứ tung tóe này. Nào. Đúng em đói quá. Ok. Đây các bạn, đây người ta có cái chén nước đây sốt này. Đây là anh học dạ. Cái. Dạ. Anh học cái. Thế này ạ. À? Em mời các anh nha. Xong cứ bập luôn ạ. À? Bập luôn anh ạ. Bập luôn gì? Dạ. Trời ơi. Ôi hay nghe mày bảo đi nghe em. Cắn vào một cái chảy luôn. Nói thế này. Nào, Phạm Dũng ơi. Đây là người em đi làm kinh doanh buôn bia với anh từ cái lúc mà bé tí. Bé tí. 30 năm, 90, 33 năm rồi. 33 năm rồi. Cũng khác biệt đấy, khác biệt đấy. Thế thì chắc là đồng hành với nhau từ lúc bia hơi tới lên tới nhà máy anh ha. Đúng rồi. Em là đồng hành với anh Dũng là được 10 năm. Thế nhưng mà cái sự đồng hành 10 năm mà lại gắn kết nhau thành nè vỗ tay này đấy là đồng hành. Đồng hành. Thế mới là đồng hành đấy. Hy vọng là Camel cũng đồng hành với team Phạm Dũng ít nhất là 10 năm như là mối tình của Phạm Dũng với Phan Diễm. Không. Đồng hành đấy là bắt đầu, nhưng bắt đầu đã kết hôn thì phải đồng hành dài mãi. Yeah. Liên tục phát triển. Dạ. Yeah. Nào, bập đi ông em. À, bập đi. Nhưng mà anh chị, hai anh Dũng thấy được không ạ? Đây, cái nước này nhìn vậy thôi nhưng mà đậm đà nhé mà. Trên là sẽ có một cái lớp vàng này. Và đặc biệt là cái bò của bên này ăn vào nó tan chảy luôn. Chắc là mình phải thử ngay cái miếng của mình thôi. Ngon lắm ạ. Phạm Dũng ơi, Phạm Dũng ơi. Của em đây. Không. Ăn miếng vàng trước này. À, miếng này trước. Em ăn miếng này trước, đây. Ừ, ok, ngon quá. Chấm vào cái này nha. Cái nước sốt ở đây họ làm sệt mà Diễm à. Đây này. Mời các bạn nha. Tình nào của nấy. Nhưng mà trong này hình như là có phải có tí ớt chứ nhỉ. Trời ơi. Anh ăn ạ. À đây anh Duyên em. Béo ngậy mà Diễm à. Đúng rồi. Ngon đấy nhờ.
Dạ, hình như là cũng đã rất là lâu rồi anh em mình mới trở lại nhà hàng này. Ừ. Lần gần nhất ở ăn ở đây là mình ăn cùng với anh Hải chị Tuyên. À. Cũng cả năm rồi bạn Diễm à. Anh cua nữa à? Cả anh cua nữa. Anh cua là khỏe không em? Anh biết ăn cua không? Anh biết anh cua. Có hôm Khánh Thành nhà Hải anh cua không có gửi lãng hoa anh em mà chỉ đứng chụp nắng hoa nhà anh cua à. Người thằng ông tinh tế. Chia sẻ với các bạn luôn. Ngày hôm nay khi mà mình tới đây ăn á là mình đã có mình với anh Dũng là gọi chánh cua rồi. Nhưng mà anh cua hiện tại là đang có việc phải về Cà Mau để chuẩn bị lo cái phần bánh hùng tôm ấy. Thì ngày 18 thì anh cua sẽ về nhà Phan Diễm chơi. Nên là ngày 18 thì sẽ gặp lại. Còn ngày 28 thì em sẽ nói cùng gặp nhau tại nhà em nha. Là anh về thì cũng có anh cua về đó. À thế à? Dạ. Thế bảo anh cua là cho anh Hải dâu camel gửi lời thăm. Nha. Anh cua pháo luôn không để em nói. Tặng pháo khi anh cua cứ có sự kiện gì là tập đoàn Camel tặng luôn. À có sự kiện là mới tặng được. Có sự kiện chứ còn bây giờ. Nhưng mà không có sự kiện mà Tết là vẫn gửi anh cua một đôi băng 72 ống nhỉ? 72 là mạnh phúc. 72. Sao nãy anh tặng em có 36 mà anh cua chưa tặng 36 là một dàn của em là 5 dàn như thế là 180 ống cơ. Đây là 55 dàn hả anh? 5 dàn đốt cho nó quen gì? 5 dàn đốt như thế là 180 ống cơ. Nhưng mà Tết là tặng anh cua 2 dàn. À dạ. Tức là bạn Diễm thì 5 dàn nhưng anh cua thì 2 dàn. 2 dàn bởi vì Phan Diễm ấy là ngày vui nhất trần đời. Anh đoán. Chưa nói gì luôn á. Anh đoán. Thì để cho mình giải thích một chút là anh em mình chưa muốn tiết lộ vội tại vì muốn đầy đủ, đặc biệt là có anh Hải chị Thuyên nữa thì mình mới chính thức công bố nó là cái ngày vui gì các bạn. Thì mong là các bạn thông cảm. Ngày 18 nha các bạn. Ngày 18 anh em mình sẽ chính thức công bố. Tối ngày 18 là đủ 5 dàn 100 à đúng 5 dàn 28 là 28. Tối là tối 27 nổ. Tối 27 nổ. Dạ. Tối 27 nổ 3 hay là 2 và tối 28 là cái lỗ 2 tối luôn. Lỗ 2 tối luôn. Thế làm 10 dàn á. 10 dàn cho nó oách gì. Tối hôm trước 5 dàn, tối sau 5 dàn, lỗ nó đẹp lên. Tức là anh Hải tặng quà Phan Diễm. Dạ. 10 dàn pháo hoa. 10 dàn. Mỗi to nhất. Một dàn to nhất là 36 quả. Một dàn. Cho em hỏi kỹ lại là mình chốt là chắc chắn vô để về em thông báo mọi người lên nữa. Ok. Mà Phan Diễm nếu ví dụ như ai mua camel tặng pháo hoa là đó là lời chính thống, tức là đây là người phát ngôn của Camel. Diễm hỏi thế là các bạn biết tại sao? Có nghĩa mình hỏi lại chắc chắn có nghĩa là liên quan tới pháo, nhiều khi là các bạn sẽ thắc mắc là pháo là được nổ hay không hay là như thế này hay kia, thì Diễm hỏi lại để các bạn yên tâm rằng là bên này là mình mua theo dạng là của Bộ Quốc phòng này và giấy tờ này kia mọi thứ là không phải lo gì hết luôn đúng không anh? Tập đoàn Camel đã ký với Bộ Quốc phòng là gì? Được coi như là người ta ưu ái, bởi vì rằng là khi Hải đã nói ra cái ý tưởng là đây cái này là bao giờ cũng là chúc sức khỏe mà. Yeah. Đây người ta gọi là chúc sức khỏe, uống bia người ta gọi chúc sức khỏe mà uống bia đi đâu. Thế thì là cũng nên đề xuất với các bác ở trên đó là cho được làm phân phối toàn quốc về cái pháo của nhà máy Z121. Em làm đại lý anh. Ok đi. Ok, okay. Tôi nhẹ nhàng đi. Mình là làm cho cuộc đời nó ngày Tết tươi sáng, nó đẹp, tươi sáng lộc hoa. Những cuộc vui nó tràn ngập niềm vui nó bay lên. Đấy. Em nghĩ là ngày 28 nó giống như là ngày kiểu mình test thử luôn. Test thử xem chất lượng. Thử luôn chất lượng vào xem đẹp. Test thử đi không phải test thử. Dạ. Test luôn thật. Đốt luôn. Dạ. Nếu mà để các bạn xem là đúng rồi. Màu đẹp không? Nở có bự không? Đúng rồi. Có gọi là có được rỡ không? Đúng thì rồi. Để mà sau này là anh có làm ấy thì em cũng yên tâm làm đại lý. Không. Đúng rồi. Bởi vì cái pháo này khi mà đã ấy thì là từ Bộ Quốc phòng trở vào Sài Gòn này là đi bằng xe Biển Đỏ và tất cả giấy tờ trên đường đầy đủ, đốt không ai bắt bớ gì em. Đây không phải là pháo lậu. À, dạ. Không đây là đấy là khi mà truyền thông khi Hải đã nói là tâm sự với Phạm Diễm là phải sự thật, bởi vì mình nói là phải là chuẩn. Chứ không pháo đi không về và đi buôn pháo lậu nhá. Đây là pháo chính thống. Yeah. Của Bộ Quốc phòng. Z121. Tại vì Tết vừa rồi là mọi người đã dùng cái pháo này rất là nhiều rồi. Rồi nhiều. Tuy nhiên là nhiều người vẫn chưa biết đâu, tại vì
lâu nay là mọi người cứ nghĩ là pháo là cấm coi, nhưng mà pháo của nhà máy Z21 Bộ Quốc phòng là được cấp để dùng cho các cái tiệc vui cũng như là dịp Tết. Đúng rồi, đúng ok, những cái sự kiện là vui vẻ đấy. Anh em mình vô cái đây. Anh em mình vô cái đây. Em chúc mừng các anh. Rồi, cái này rất là đặc biệt luôn. Thôi. Và nhiều khi người ta thích hay là người cái nhu cầu cần á. Và nếu như em nha là một người tiêu dùng bình thường á, là trước giờ là cứ nghĩ là không được nổ pháo, hay là không biết nếu mà có ấy là chính thống hay không, thông tin về nó cũng hơi không có rõ ràng á. Nhưng mà bây giờ là có những người các anh lớn này là trải nghiệm đầu tiên thì mình cũng hiểu rõ hơn. Quan trọng là em cảm ơn 10 dàn. Không, 10 dàn đó là ship ngay và tức là chuẩn bị ngay, chuyển đấu ngay. Chuẩn bị rất, bởi vì là trong cái tập đoàn mình là từ nhà máy biên. Theo em ấy, đợt này mình phải làm cũng sớm đi, sớm đi không rồi tắc đường là vừa là 10 dàn pháo hoa hiện đại nhất và 100 thùng bia, cả bia và nước ngọt các loại, các loại phục vụ cho ngày vui ngày vui của em. Em xin một lần nữa cảm ơn các anh rất là nhiều. Okay. Đấy là phải sớm đi tí nhá. Nhưng mà hôm nọ mà tân gia nhà ông Hà mà có dàn là kịp nha. Mấy chục dàn xung quanh cái gì đấy. Hôm nay quyền thì có rồi nhưng mà quyền anh Hải đang chuẩn bị thay thêm nhà đó. Không, không chưa gì mà đó. Em ạ. Bởi vì rằng hôm đấy là mình chưa ký được. Vì có pháo hoa mà xây thêm nhà. Đúng không nha. Cho nên hôm đấy mình chưa ký hợp đồng. Cho nên là vừa ký hợp đồng vừa hôm qua bắt đầu hai anh em lên ký hợp đồng. Thế là ngày hôm qua cũng là ngày mà Phạm Dũng công bố tin bất ngờ mà mình giấu kín lâu nay đấy. Thì ngày hôm qua cũng là ngày tin vui của Camel luôn. Đúng rồi. Thế mà cũng sẽ là ký được luôn được cái hợp đồng đấy. Em mời anh. Rồi anh em mình đi nổ pháo. Anh xin cảm ơn. Đúng đoạn. Đúng đoạn. Uống đi em ơi. Vừa có bia lại vừa có pháo này các bạn. Hơi bất ngờ. Đây này các bạn coi này. Tất cả là niềm vui. Niềm vui cho đến rồi anh, cảm ơn. Hơi tiếc là thiếu bé Hải bạn Diễm ha. Vui như này mà thiếu anh Hải thì mình cứ cảm thấy là giống như là ăn bò Kobe này mà ông thiếu một chút muối. Ông Hải này em ơi, đang vui. Pháo vào bia nha. Cẩn thận. Đây là pháo vào bia thay bia là người ra vũ khí và đang gì. Em đang gì sợ rừng chứ. Thế thì pháo hoa của nó là em đau tim ăn được luôn á. Đấy, đây. Người ta bảo rằng là người ta bảo anh chả có cái gì cả mà bây giờ anh giữ lút lại mà anh phải cậy đổ cái này ra. Quá anh phải đổ được em nói thật luôn mà cái năng lượng của anh Hải là cái điều mà mình rất là học hỏi luôn. Anh năng lượng rất là tích cực và gọi là lúc nào cũng vui vẻ. Còn mình nói dở nãy tại sao là ngày hôm nay là anh Hải chưa có vào kịp ấy, là do là ngày 18 là anh em sẽ gặp mặt, mà công việc của anh Hải thì ngoài ngày sinh nhật thì khá là nhiều việc ở nhà, cho nên là anh sẽ sắp xếp xong thì cận ngày 18 anh vào và anh ở chơi luôn các bạn ạ. Đúng rồi. Thế là như thế là rất là vui. Thế nhưng mà thôi, Trung ạ, em Diễm mê Phạm Dũng này là có nhà ý mời anh em mình cơm trưa. Em phải cảm ơn cái đi mà anh rót cho em dễ uống. Nhưng mà cái này là phải bập hết nhá. Ý em thế nào? Ôi anh Trung uống nhiều hơn thế này nữa nè. Nhưng mà cái này em cho chị ly mới đi. Hay quá. Được rồi, đấy không làm. Cái này nó đá tí cho nó. Đá đi. Rồi, em mời anh nha. Anh em vỗ tay nhá, Phan Dũng nhá. Bánh cao. Sài Gòn thì cũng là rất vui được Phan Diễm mới là Phan Dũng là đón tiếp. Một cách rất chu đáo. Đấy. Cảm ơn các anh. Cũng rất mong muốn là những cái sự hợp tác tình cảm của chúng ta bền chặt, phát triển. Dạ. Hy vọng rằng là có nhiều niềm vui mới. Sắp tới là trọn vẹn. Dạ. Ly này uống là em cũng xin mời là các anh là ngày 28 vào là cũng vào cùng với pháo luôn. Pháo không? Pháo phải vào trước. Không, các anh vào cùng luôn ở chơi luôn. Dàn pháo phải chuẩn bị trước, bắn. Bắn súng quay dàn đấy. Em cũng hơi thắc mắc là pháo đó bắn làm sao ta? Là... Không, tức là em chỉ cần lấy ra là em lấy cái que này em châm một cái là nó chạy phò lên rồi. Các màu. Cao được bao nhiêu mét anh? 6.5 mét. Hơn 6 mét, nói chung là khoảng hơn 6 mét. Cũng bằng tòa nhà 2-3 tầng rồi đấy. Tòa nhà 2-3 tầng cao lên trên trời. Thế là dân làng bản là xem được hết. Ê, anh làm em nôn quá. Ác đấy, hay đấy. Mà tôi mới bắn nguyên bắn pháo bông rồi.
À. Trước giờ là mình chỉ được đi xem pháo bông pháo hoa vào dịp 2 tháng 9 này, 30 tháng 4 này, rồi Tết Tây Tết Ta, một năm khoảng 4 lần các bạn. Ở khu vực bờ sông Sài Gòn này. Nhưng mà hy vọng là sắp tới là khi nào anh em mình thích là có thể đem ra dùng luôn. Dùng luôn mà. Nhưng mà cái giá từ từ thì chắc là bây giờ mới nên chưa biết đâu, nhưng mà giá cái giá là... giá thì hiện nay là để cho người tiêu dùng sẽ hợp lý cho tất cả mọi cái để mình làm việc, chứ còn à đây món gì Phong chưa? Dạ, súp bào ngư vi cá. Súp bào ngư à? À hay quá. Này chắc nhập của em á. À thế à? À đây là hải sản Văn Diệu. Ủa, ngon quá nhỉ. Đây, này thì súp trong này là có con này là con bào ngư Hàn Quốc này. À thế à. Đó. Rồi đây có ít thảo quả này chắc lấy của anh Hải quá. Nấu hơi sệt sệt. Này em thấy bào ngư nhưng mà em chưa thấy vi cá. À vi cá đây này. À. Đây. Hay quá. Có hạt sen, ai mà kiểu đang mệt, đặc biệt là các anh đi đường xa ấy, cái này là hay uống bia ấy, mất sức là nên ăn cái này hợp lý ạ. Rồi, anh cảm ơn. Thôi được rồi, thế là em dùng hai anh dùng thử. Ừ. Cái vị ngon ngon nhỉ. Nhà mình không có. Violet có gì không? Không có. Yeah. Violet không có vây cá với cả bào ngư mới gì cả, mà Violet chỉ mỗi gà rang mắm và chân gà chiên mắm ấy. Là em cũng hy vọng là đây tới Tết nếu mà có dịp mà em về Vĩnh Phúc ấy là được ghé Violet của mình ạ. Em ơi, mời cả nhà. Đây là chương trình của tập đoàn Bia Camel vào đầu tháng 12 dương lịch. Đầu tháng 12 dương lịch nhá, sắp rồi đấy. Là tập đoàn Camel cũng như là trung tâm thiết kế Violet số 9 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và nhà hàng Suối Bia sẽ tổ chức một cuộc giao lưu thần côn, giao lưu cùng Camel tại Vĩnh Phúc. Hai, đấy là một nội dung, dạ. Thần côn giao lưu cùng Nga Sumo, à, chị Nga. Bia chị Nga, dạ. Hai, nội dung thịt trâu gác bếp và chẩm chéo, dạ, của anh Hải TV sẽ được phân phối tại Violet, tại thị trường Vĩnh Phúc á. Tức là có người mua buôn tôi cũng bán, người mua lẻ tôi cũng bán, mà ai thèm chẩm chéo đến tôi bán hết. Dạ. Tại số 9 đường Tuyển Chính là có mua với gì? Một, thịt trâu các bếp. Hai, chẩm chéo. Ba, bia Camel. Và giao lưu vui vẻ, dạ, cùng với Nga Sumo. Mà đây cũng nói luôn nhá, tất cả những người sẽ cho tỉnh Vĩnh Phúc đăng ký 20 thành viên. Đăng ký 20 thành viên nhá. Ai thắng được Nga Sumo sẽ tặng một cái SH. SH Việt hay SH Ý? SH nhập. Ui dồi. SH Ý hay sao? Ý hay SH nhập mới là đẳng cấp. Ai uống bia thắng được Nga Sumo, bởi vì gì? Nga Sumo là thành viên của tập đoàn Camel. Tức là hôm trước là Hải đã bại chiến với Nga Sumo rồi, thì đã tuyển Nga sang tập đoàn Camel rồi. Mà ai thắng được Nga Sumo tặng nghe ra. Đồng ý. Chiến đấu. Dạ. Quá hay đấy em. Thế là bây giờ là vì chiếc SH là em phải ăn súp bồi bổ đi. Để rồi, hôm rồi, đó là biết đâu. Cái này Diễm chia sẻ với các bạn. Hôm nay anh làm giám khảo. Dạ. Hôm nay làm giám khảo. Em phải bồi bổ đây, em cũng ứng cử. Nhưng mà cái quan trọng mà Diễm muốn chia sẻ các bạn là cái chén súp ở đây thật sự cái hương vị cực kỳ thơm luôn. Họ sử dụng cái hạt sen này này. Họ nấu á, cái nên là khi mình húp cái nước súp nó thơm, mà mình nghĩ là anh Dũng mà thưởng thức á là sẽ nhận ra sự khác biệt so với bình thường mình hay đi ăn. Đúng rồi. Nhà hàng đẳng cấp mà. À, đó là lý do mà ngày hôm nay mình chọn để mời anh Trung và anh Hải dâu Camel các bạn ạ. Bây giờ nói đúng tên rồi đấy. Đúng tên rồi. Để mình thử nha. Đây, mời các bạn này. Ngon đấy. Mình rất thích cái hạt sen mà nó phải bở đấy các bạn. Nước súp rất là ngon luôn. Đây, các bạn thấy nó sệt sệt chưa? Có cả củ sen. Thơm ngon bổ dưỡng mà gì mà. Đúng rồi. Đấy các bạn mà mua bào ngư của Phan Diễm thì về là làm súp vậy đó, ok. Bào ngư này thì size nhỏ hơn bào ngư bên mình nha, nhưng mà người ta nấu súp trong này có nhiều thành phần á, như vậy là vừa vặn được. Đôi khi mình ăn súp bào ngư vi cá này á, thì nó sẽ hơi có cái vị khó ăn một tí, nhưng mà riêng ở đây đầu bếp họ làm họ điều chỉnh là mình ăn rất là dễ ăn luôn. Ai ăn cũng được. Dễ ăn, đúng rồi, dễ ăn đấy. Nhưng mà muốn ăn cái gì thì ăn. Tôi sinh ra được bia Camel mà tôi không có Camel mà tôi không ăn nó cái gì nó không ngon. Cứ có bia Camel là tôi uống là nó ăn nó lại ngon. Em đề nghị là sắp tới nhà máy ở Quảng Trị á là nên in hình của anh Hải dâu Camel đi. Một mình ăn hơn. Anh Hải là người phát ngôn của tập đoàn Bia Camel. À. Sinh ra để uống bia. Con sinh ra để phát ngôn, sinh ra để tạo ăn động lực. Ăn cái gì mà không có bia này mất ngon. Mất ngon. Trên là. Nhưng mà cái này
các bạn thấy là mình đôi khi là anh em mình cứ hay nói là bia, tại vì camel là chủ yếu là nhập đi rất là nhiều nước trên thế giới luôn, mà bây giờ thị trường Việt Nam thì đang có nhiều, đặc biệt là Tết này có một cái là đôi khi mua có những dòng nó giá nó thành nó quá cao, mà khi mà nói là cái lon to này mà 300.000 cho một thùng, bản thân Diễm cũng rất là bất ngờ luôn. Mình chỉ hy vọng rằng Tết này thì nhậu đôi khi người dân mình đỡ phải, bà con mà ai cần ấy, đỡ phải lo cái chuyện áp lực về tiền bia. 500ml nha. 500ml mà 300.000. Tức là cái giá tầm gốc khoảng 300 mà đến tay người tiêu dùng ấy, tức là đến nhà luôn, bập bập luôn. Ừ, còn đại lý ký hợp đồng chúng tôi thì sẽ có những cái phần chiết khấu để... Nếu mà nó rẻ này thì chắc chắn là em nghĩ là mọi người rất là thích, đặc biệt là ở các vùng quê ấy, đôi khi là bia này rất dễ uống và mình cảm thấy là cái vị của nó khá là ngon nha các bạn. Cũng phải mở rộng cái mạng lưới phân phối sớm. Đúng rồi. Để bà con còn tiện mà gọi đấy. Không, trong Nam thì có thể là em này, ngoài Bắc thì có thể là sẽ là anh Hải, làm đại lý luôn cũng được à. Đúng không? Mình chiến thấu mạnh vào giùm em là được. Mạnh tay. Dùng từ mạnh tay. Rồi nhưng mà cái món này là bây giờ em chúng ta em chưa biết ăn cái gì. Đây cái này thế nào? Đây là mỗi người một miếng. À đây à, đây là mỗi người một miếng à. Thôi được rồi, để anh là người lớn hơn. Đây, mình ăn lửa miếng rồi. Quốc dân này anh. Có này à? Em tôi lửa đó. Em tôi không lửa chứ. Hai người đàn ông đi với nhau 30 năm cuộc đời rồi các bạn. Trời ơi. Em ơi, Phan Diêm ơi. Thôi em xin ạ. Ôi giời ơi, hay quá này. Đây nha. To nha. Xong rồi anh không quên phần của Phạm Dũng. Phạm Dũng là bởi vì là những người em của mình đang làm việc cho nên là vất vả. Nhưng mà xong rồi anh quá chủ đáo. Nhưng mà này, Phan Diêm ơi, anh lại cho em cục nữa hả? Không phải. Không, cái này của anh chứ. Cái miếng này to nhất là của anh. cái lúc bé bé thì gấp rồi em. Em cái gì à? Hợp lý. Cái bát to này. Dạ. Này, cái bát to này là của anh này. để anh thử luôn, anh review luôn đi. À thế à, cái anh này. Coi là có cần em phải gọi anh đầu bếp lúc nãy lên không? À thôi, cho anh hoãn tí. Ui dồi, sao nó dai này á? À? Bò này không phải cái vị trí nó khác thì nó không phải là nó tan chảy. Cái này là phần thanh ấy. Phần thanh à? Đáng là. Thật ra nhiều người ngay từ từ nó được cảm nhận cái ngon. Không. Em hỏi anh Hải. Anh Hải thưởng thức, anh Hải thấy ngon không? Ngon mà chắp tay sau lưng luôn. Anh ngon, chắp tay ngon rồi. Nhưng mà em hỏi thật là khi mà những cái video mà anh em lên ấy thì anh Hải có xem comment không? Anh có chứ. Thế anh thấy là nhiều người rất là khen anh Hải luôn á, thì anh Hải thấy sao? Không, bởi vì anh Hải là Hải. Hôm người ta comment người ta cứ bảo Hải già vui tính. Thế thì anh mới bảo rằng là anh mới trả lời lại không? Tội gì mà buồn. Thế là người ta bảo ok, thế là người ta vỗ tay đốt phải thôi. Dạ. Tội gì mà buồn. Thế mà bây giờ chỉ thấy em xin phép em review món này nha. Ừ, okay. Đây, cái này thì họ làm giống như là cái ổ bánh mì to các bạn. Này, còn cái phần ngoài này sẽ giác vàng này. Đó, còn bên trong sẽ là một cái tảng thịt bự. Đó. Này kiểu họ làm đây này. Cái này phần này thì chín rồi nha. Những cái phần kia thì có thể là hơi hồng hồng á. Mà cái này thì họ làm theo kiểu chín này. Đó. Cái này mà ăn nóng ngay từ lúc nãy thì sẽ rất là thơm các bạn nhá. Mời cả nhà nha. Cái phần sốt đấy. Không, bây giờ vẫn thơm ấy, vẫn thơm à. Ừ. Nhìn vậy thôi nhưng mà vẫn mềm nha các bạn. Mềm mà có độ béo. Bia đấy. Bởi vì tôi vừa làm miếng này mà tôi không có ngụm bia vào thì tôi thấy nó mỏi. Anh Dũng thử một miếng này ngon lắm luôn á. Để mình thử cho nè. Của cái miếng của mình bên này tí nữa mình cắt sau. Còn đây là bạn Diễm chia sẻ cho mình. Chấm với một chút nước sốt ha. Mời các bạn nha. Ngon hả? Tuyệt vời. Thôi nhưng mà tóm lại là tôi cũng rất là mong muốn khán giả cũng ủng hộ team Phan Dũng và Phan Diễm để cho mọi người cũng biết được tất cả những cái địa danh, tất cả những cái vùng miền, các cả những cái món ăn ngon. Thì bây giờ Phan Diễm với Phạm Dũng có ý kiến đi để coi như là đón tiếp chúng tôi rất là lòng hậu rồi. Thì chúng tôi cảm ơn, nếu muốn là cạch với Phạm Dũng thì Phạm Dũng có ý kiến đi. Thôi thế rồi. À, hãy muốn cạch với Phạm Dũng thì Phạm Dũng ơi, được không?
nhá. Thế mà dùng cho nào? Nghe nghiêm trọng quá. Không nghiêm trọng lắm. Hình như là anh Hải bắt đầu say thì sao ấy. Say chưa? Hôm nay chưa. Là... chưa. Mới có nửa thùng mà. Sinh ra để uống bia. Phạm Dũng lái xe mà đụng vào cái này là hơi căng, nên là chắc là mình hôm nay là mình đã chính thức công bố là Phan Diễm là người yêu Phạm Dũng rồi. Thì mọi vấn đề công Phan Diễm công một lửa rồi. Đúng không? mười năm mới công bố đấy. Thì bây giờ mọi vấn đề là Phan Diễm đều có thể đại diện tương đương với Phạm Dũng luôn. Nên là cái ly bia này có thể là nhờ Phan Diễm cái này là em mời anh Hải và anh Trung luôn. Đúng rồi. Em đồng ý ngay. Thay mặt cho Phạm Dũng là mời các anh, cảm ơn các anh rất là nhiều, đường xá xa xôi vào đây, nhưng mà vẫn thực sự là các anh thì rất là nhiều công việc, những cái dự án rất là lớn, nhưng mà tụi mình chỉ là những người còn rất là trẻ bé nhỏ, nhưng mà các anh vẫn dành thời gian để gặp gỡ, nói chuyện và hỏi thăm, đặc biệt là rất là quan tâm với những ngày vui của mình với anh Dũng, thì đó là cái tình cảm rất là các anh dành cho rất là lớn. Ly này thì em cảm rồi, ơn các anh cảm rất ơn. Là nhiều. Hẹn anh em mình sẽ gặp lại nhau ngày 28 ngày 28 không say không về, nhưng mà ngày 27 gặp trước. Dạ 27. Chính xác là 26, nhiều bạn bè là đã về từ ngày 27 rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 27 đấy. Khai trương nhà Hải là còn từ sáng sớm tinh mơ, xong rồi bập ba bữa xong rồi mới về này. À, là hai hôm đấy. Thế nhà Văn Diễm mày hai hôm nhỉ? Ba hôm. Ba. 27, 28, 29 là ok. 26 đi. Dạ. 26 đi, 27. Thế đi. Thì dành 29 về 4 hôm. Không. Nếu như thế thì thôi, nhà Hải Sapa TV là hai hôm thì hai người này mình ba hôm. Tức là mỗi người hôm rưỡi. Tại vì không còn quan trọng là 10 dàn pháo là anh em mình phải ở lại coi. Hay là phải hướng dẫn sử dụng. Đúng rồi. Về đây còn hướng dẫn sử dụng. Mỗi một bánh pháo nó đều có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt trên. Nhưng mà có ăn mới vui, có ăn mới nổ bụp lên được. Bật nhưng mà một cách tình cờ nào đấy Hải à. Bia Camel thì cũng do người Việt sản xuất. Để tới bây giờ Camel lại tiếp tục phân phối pháo hoa của Bộ Quốc phòng do chính Bộ Quốc phòng Việt Nam sản xuất luôn. Đúng rồi. Đều là hàng Việt hết các bạn. Z21. Tuyệt vời đấy. Mình có định hình ở trên đó là có màu gì không anh? Nó sẽ có full, tức là nó nhiều màu lắm. Nó nhiều màu lắm. Nó rất là nhiều màu. Và nó rất là ấy, tức là toàn dân được sử dụng mà. Dạ. Tức là cái này là toàn dân được sử dụng. Chứ không phải là cấm lổ hay cấm gì cả, toàn dân được sử dụng. Ngày hôm đó là cái ngày mà tất cả rất là nhiều anh em YouTube về, thì Diễm hy vọng là sau khi mà nổ pháo, nếu mà màu sắc này kia đẹp, kích thước lớn, là tất cả các anh em mình cùng làm đại lý cho Camel. Thế thì còn gì bằng nữa. Đấy, thực sự là nhân đây là cái đấy để anh em mình lan tỏa cái lan tỏa cái kích cầu cho nó may mắn cái đẹp dân thôi, người dân thôi. Đúng không? Kiểu là người ta nói là Tết hay là những ngày gì mà quan trọng là nổ pháo bùm 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 là may mắn. May mắn là vui vui vẻ. Sáng nay Phan Diễm đến cửa hàng văn phòng xuất khẩu của tập đoàn Camel thì bắt đầu là rời mưa, thế là lúc bắt đầu đúng ra rồi. Thì là bắt đầu lại rời nắng đấy, thế là công ty tốt, anh biết em tốt quá tốt luôn. Dạ. Thế em mời anh Ly Bia. Tốt, ok em, cảm ơn em nhiều. Anh chỉ cần lý do, anh Hải là chỉ cần lý do có người mời. Có người mời cho, bởi vì anh sinh ra để uống bia mà. Hôm nay là mình phải cảm ơn anh Hải và anh Trung rất là nhiều đã dành thời gian. Thực sự là hai anh vào Sài Gòn là vì có rất nhiều công việc, nhưng mà tình cờ nó đúng vào cái dịp mà Phạm Dũng công bố nhiều cái tin vui, nên là hai anh mới sắp xếp thời gian để chung vui, cũng như là lại còn tặng quà nữa. Thì hy vọng là sắp tới với cái sự đồng hành của Camel, anh em mình sẽ có nhiều cái nội dung hay hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa là Phạm Dũng cũng mong là sẽ góp một chút cái sức lực nào đó để cho mọi người biết thêm về cái bia Camel. Nếu có nhu cầu thì mình sử dụng. Và hy vọng là các bạn sẽ mua Camel để ủng hộ cái tinh thần tuyệt vời của anh Hải các bạn. Cho anh Hải có ý kiến. Dạ. Tức là anh có một người bạn nói với anh là cuộc đời là do ông trời xếp đặt. Dạ. Thế cho nên là rất là ngẫu nhiên gặp được nhau, mà gặp được nhau trong những cái hoàn cảnh rất đặc biệt. Anh nên thôi, anh Hải cũng thay mặt cho người em của anh Hải đây, và cũng thay cho hãng bia Camel xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của biết nói nhà nhỉ, đôi bạn. Bạn không có gì, đôi bạn. Thế là đôi bạn đồng hành với nhau. Để làm gì? Phản Dũng nhá. Dạ. Anh nói luôn, đôi bạn này sẽ để cho được nhiều video đẹp, nhiều video hay để cho bàn dân thiên hạ, cũng như hôm trước anh đã nói với em rồi, có những cái người ở vùng cao vùng xa người ta chưa đến địa danh đấy,
nhưng các bạn quay lên được những cái địa danh đấy, người ta được nhìn những cái địa danh đấy để chứng minh Tim Văn Dũng là mãi đỉnh. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Sau cái hớp bia này thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây để anh em mình ăn uống và trò chuyện, và đặc biệt là hai anh cũng phải dành thời gian để đi công việc nữa. Rồi, mình hẹn tất cả các bạn vào clip tiếp theo nha. Ok. Rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.